Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ca lâm sàng thứ 9 trong series video về You Were Pediatric, là một bé gái 14 tuổi được đưa đến phòng cấp cứu vì yếu hai chi dưới 3 tuần nay. Bố mẹ của trẻ để ý thấy đứa trẻ khá vụng về, dần dần tiến triển thành khó đi lại khoảng hơn 1 tuần qua. Trẻ này thì có sốt, có ho, có nghẹt mũi khoảng 1 tháng trước và hiện tại đã ổn định. Trẻ thì có tiền sử là bàn chân lệch ngoài, cần chỉnh hình và vẹo cột sống nhẹ. Trẻ thì không dùng thuốc và không có tiền căn dị ứng. Ba mẹ của trẻ và hai chị gái thì khỏe mạnh bình thường, sinh hiệu cũng trong giới hạn bình thường. Khám ghi nhận có cái tư thế bất thường và khó duy trì thăng bằng khi không được hỗ trợ. Sức cơ là 2/5 ở chi dưới và 5/5 ở chi trên. Giảm cảm giác rung và cảm nhận vị trí ở chi dưới. MRI thì cho thấy là teo tủy sống cổ. Khi tư vấn về chẩn đoán phù hợp nhất với ba mẹ của đứa trẻ, phát biểu nào dưới đây là chính xác nhất với 5 phương án lựa chọn như sau. A. Khuynh hướng nghĩ đến bệnh lý ác tính theo diễn biến của tình huống này. B. Liệu pháp điều trị kháng virus sẽ giúp làm giảm triệu chứng. C. Xét nghiệm gen được khuyến cáo để xác nhận chẩn đoán. D. Bệnh lý mãn tính này ổn định với liệu pháp điều trị giảm nhẹ. Và E. Là đây là bệnh lý không tiến triển và thường cải thiện sau điều trị hỗ trợ. Phương án của tình huống này là phương án C, là xét nghiệm gen sẽ được khuyến cáo để xác nhận chẩn đoán. Trước khi đi vào phân tích tình huống thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái Friedreich ataxia, hay là thất điều kiểu Friedreich. Ở đây mình sẽ quan sát cái hình mô phỏng. Đối với thất điều Friedreich, đây là cái bệnh lý thất điều di truyền thường gặp nhất, di truyền trên gen lặn ở nhiễm sắc thể thường gây ra tình trạng bệnh này, với biểu hiện là thất điều tiến triển ở trẻ trong độ tuổi vị thành niên. Và cái thất điều Friedreich do lặp lại quá nhiều trình tự bộ ba, thường gặp nhất là cái bộ ba GAA ở gen frataxin hay là X25. Khám thần kinh thì bao gồm là yếu chi này, có loạn vận ngôn, mất phản xạ gân sâu và thất điều dáng và chi tiến triển, mất cảm giác rung và vị trí do sự phá hủy cái phần sừng sau của tủy sống. Có các bệnh xương đồng mắt bao gồm là gù vẹo cột sống này, bàn chân bẹt lệch ngoài ấy, như được mô tả trên bệnh nhân này. Bệnh cơ tim phì đại ở hầu hết bệnh nhân và tăng nguy cơ rối loạn nhịp cũng như là suy tim. Và cái diễn biến của nhóm bệnh lý này thường dẫn đến cái chết ở độ tuổi 40. Chẩn đoán hình ảnh học thì có teo tủy sống ở đoạn cổ. Chẩn đoán xác định sẽ dựa vào xét nghiệm gen. Điều trị hỗ trợ như là vật lý trị liệu này, hỗ trợ tâm lý cũng như là cái điều trị giảm nhẹ thì không có sẵn. Đối với cái phương án D trong tình huống này đề cập, xét nghiệm gen tiền sản và tham vấn cho thai kỳ trong tương lai để xác định cái tình trạng ở những người anh chị em trong gia đình, hoặc là nếu cả bố mẹ đều là những người mang gen gây bệnh. Đối với phương án A là chứng thất điều giãn mạch hay là ataxia telangiectasia do gen lặn trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Đây là cái nhóm bệnh lý diễn biến biểu hiện thành thất điều kèm theo tình trạng giãn mạch dưới da và ở mắt. Bệnh nhân thiếu cơ chế sửa chữa DNA lỗi làm tăng nguy cơ bệnh lý ác tính này. Còn cái thất điều Friedreich thì không có khuynh hướng nghĩ về cái nhóm bệnh lý ung thư trên bệnh nhân. Phương án B, viêm não do virus có thể biểu hiện thất điều, nhưng mà bệnh nhân thì không có sốt, không có co giật hay là thay đổi chi giác. Hình ảnh học thì cho thấy nếu mà viêm não do virus thì có thể cho thấy hình ảnh phù não và biểu hiện của viêm não. Phương án E là thất điều tiểu não cấp tính, là bệnh lý điển hình sau nhiễm trùng với các cái biểu hiện khởi phát cấp tính, rung giật nhãn cầu và loạn vận ngôn. Hội chứng Guillain-Barré, đây là bệnh lý đa dây thần kinh do miễn dịch với các biểu hiện mất phản xạ và yếu tăng dần. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến cảm giác vị trí và cảm giác rung ở chi, và cả hai bệnh lý này thì thường được điều trị hỗ trợ. Nó ngược lại với cái nhóm bệnh lý thất điều Friedreich. Tóm lại, đúc kết lâm sàng trong tình huống này là chúng ta tiếp cận một bệnh nhân bị thất điều và có kèm theo những cái biểu hiện khác, ví dụ như là gù vẹo cột sống này, bàn chân bẹt, liên quan đến cái nhóm bệnh lý do di truyền do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Thất điều Friedreich là bệnh lý do gen lặn trên nhiễm sắc thể thường này. Đây là nhóm bệnh lý thoái hóa thần kinh với biểu hiện là thất điều tiến triển và mất cảm giác vị trí, mất cảm giác rung ở đứa trẻ vị thành niên. Xét nghiệm gen thì cho thấy là
lặp lại quá nhiều trình tự của bộ 3, cụ thể đó là JAA hoặc là X25, đó là tổng quan hay là đúc kết lâm sàng về tình huống liên quan đến tiếp cận một bệnh nhân thất điều có kèm theo các biểu hiện khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.